Bây giờ mình sẽ vào cái tham quan trung tâm thương mại Siam Paragon nha các bạn. Đây là một trong những trung tâm thương mại cũng nổi tiếng ở thủ đô Bangkok đó các bạn. Nó cùng với Siam Center, Siam Discovery. Bây giờ mời các bạn vào nha. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm coi cái Siam này nó hùng vĩ như thế nào nha các bạn. Mình đang bước vào đây. Mời các bạn theo dõi với mình nha. Trước mặt các bạn là một chùm hoa đỏ chót luôn các bạn ơi, rực rỡ luôn. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi đó các bạn, của ngày thứ hai. Mình trải nghiệm Bangkok cho các bạn xem. Ở đây là mình đang ghé Siam Paragon. Nó nằm ở đường Rama 1 như các bạn. Ở đây rất nhiều trung tâm thương mại như là Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery, và có một cái trung tâm thương mại nổi tiếng là MBK Bangkok đó nha các bạn. Mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem. Tầng này là tầng ăn uống này các bạn ơi. Còn hàng hóa này kia là ở tầng trên. Bây giờ là cũng đến giờ ăn trưa. Mình cũng đang đi tìm chỗ để ăn này các bạn. Trước mặt các bạn là vịt quay, các bạn thấy không? Hấp dẫn ha. Quay hấp dẫn quá các bạn ơi. Ở đây khách du lịch Tây nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy không? Bây giờ ăn thành ra rất là đông đúc luôn, thấy tấp nập không? Mình đang kiếm một chỗ để mình vô ăn này các bạn ơi. Bây giờ cũng là trưa rồi. Mình đi từ hồi 10 giờ các bạn. Mình đi tàu điện trên không BTS á, mình ghé trạm Siam này mình xuống, mình từ khu khọt đi chứ các bạn. Rồi các bạn thấy không, chật cứng luôn, không còn chỗ ngồi luôn, các bạn thấy chưa? Ở trung tâm thương mại này nổi tiếng lắm các bạn ơi. Mời các bạn theo mình nha. Cái tầng này là ăn uống nha các bạn, ẩm thực á, còn hàng hóa này kia là những tầng trên. Rồi các bạn thấy không, thức ăn rất là hấp dẫn luôn, đủ loại hết các bạn ơi, bánh ngọt rồi thứ đồ ăn mặn đầy đủ luôn, họ vô hộp hết. Các bạn thấy chưa, dưa hộp rất là đẹp luôn. mua 5 tặng 1. Thôi mình đi tiếp nha các bạn. Đi mình kiếm chỗ nào trống trống rồi mình ăn các bạn ơi. Tại giờ này mình cũng đói rồi. Các bạn xem cái hàng hoa nè. Cửa hàng hoa nè, rực rỡ không? Không dưa cà phê. Cà phê đó các bạn, những cà phê nè. Mà họ trang trí hoa như vậy đó, các bạn thấy đẹp không? Rất là công phu luôn ha. Uống cà phê thì ngồi đây nha các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Ở đây khách du lịch đông lắm các bạn ơi, khách nước ngoài nữa. Chủ yếu là khách nước ngoài nha các bạn. Các bạn thấy ông này chắc người châu Phi ấy các bạn ơi. Các bạn thấy quán cà phê rất là lịch sự ha. Bông hoa đẹp lộng lẫy luôn. Bên trái mình là cũng cá coffee nè các bạn, nhưng mà chỗ này có ăn uống luôn nha các bạn. Cũng đông nghẹt luôn các bạn ơi. Thì một chỗ cũng không phải dễ đâu, khó khăn lắm. Tại vì giờ này là giờ người ta ăn trưa đó các bạn. Rất là đông luôn. Mời các bạn đi tiếp với mình nha. Đây thiết kế nhìn thấy sang trọng quá các bạn, rất là lịch sự, sạch sẽ, vệ sinh, ngăn nắp lắm các bạn ơi. Trước mặt các bạn cũng là một tụ điểm ăn uống đó, nhưng mà cũng không thấy bàn trống luôn các bạn ơi. Các bạn thấy kìa. Bánh này các bạn ơi, thức ăn ngọt nè, này chỉ trả bằng tiền mặt thôi nha các bạn, cash only. Các bạn thấy khách Tây không? Khách Tây rất là đông luôn. Người Trung Quốc cũng đông lắm các bạn. Người Việt Nam mình không đông mà người Trung Quốc đâu. Tây là đông nhất, rồi bắt đầu tới Trung Quốc. Cái này là Siam Paragon đó nha các bạn. Mình đã trải nghiệm cho các bạn một vòng với khu ẩm thực của Siam Paragon ở tầng dưới nha các bạn. Còn ở tầng trên đó, hàng hóa ở tầng trên rất là nhiều. Bây giờ mình ra các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình nha. Các bạn thấy không? Dân Tây rất là nhiều luôn.